Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 5 cái token SB tương đương với 5 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó mọi người bấm chọn Continue và thực hiện kết quả phép tính. Rồi sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào Telegram. Ok, quay lại. Tiếp theo là join vào channel. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ retweet lại bài đăng. Ok, bấm chọn theo dõi. Và mọi người chọn like và retweet. Rồi sau đó quay trở lại bot. Mọi người chọn don. Rồi tiếp theo chọn continue, chọn don tiếp. Và nhập username của Twitter. Rồi sau đó chọn don. Và nhập địa chỉ ví BSC. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.